Còn đừng cặp mâm RS đĩa lõm anh em ơi. Tết tới rồi em cũng không có bán mâm nữa, cũng lâu rồi đâu có quay bán mâm với anh em đâu. Rồi nói chung sau này em chỉ làm những cái pha mà em chuyên thôi, chứ mấy cái nồ mà em không chuyên em làm biến làm lắm. Cái mình không chuyên mình làm nó khó lắm anh em, nó không đi vô pha của mình khó lắm. Xả cho anh em luôn nha, mâm RS đĩa lõm nha. Ở thời điểm hiện tại mâm mà chuẩn không có cái cặp nào mà dưới 3 triệu hết nha anh em. Thì hiện tại bây giờ em nói với anh em nè, những tỉnh lân cận như tỉnh lân cận An Giang của em, như Cần Thơ, Đồng Tháp, Gạch Giá, Kiên Giang rồi đó, Gạch Giá, Kiên Giang rồi đó, Sóc Trăng, Cà Mau bây giờ thua anh em ơi, Cà Mau giao hết được rồi nha. Cà Mau, Bạc Liêu là em chạy nha, giao hết được rồi, giao anh em nhận kịp đâu. Thì em giao cho anh em được. Còn mấy cánh kia giao hàng cho anh em là phải chuyển phát nhanh nha, phí cao nha anh em. Em nói trước luôn cho nó dễ, khỏi mít lòng. Còn anh em nào chỗ nào có nhà xe Phương Trang, Tô Châu thì nó đỡ, phí nó rẻ. Xả cho anh em nhanh lẹ luôn nha, không ship code, bán chuyển khoản, mua chuyển khoản đủ em nói trước. Em đây lập kênh ra từng này, không đi lừa gạt cho anh em 1 triệu 2 triệu đâu. Mâm RS đĩa lõm bán xả bỏ cho anh em luôn 2 triệu 4, chốt chuyển khoản đủ mà em giao đó, tùy theo phương thức thanh toán, tùy theo phương thức giao của anh em thôi. Cặp mâm này tả nè anh em nè, mâm này tình trạng nó có bắn sơn lại rồi nè, đủ má sau luôn nha, có bắn sơn lại rồi, đủ má sau luôn. Nó đủ má sao, đúng mâm GS nè anh em, tăng mua đẹp. Nói chung là nó có không có bị khuyết đâu nha anh em, đó không có lỏng lưng mặt đạn đó, không có lỏng lưng đó. Mâm thì tình trạng nó có bắn nước sơn lại rồi. GS này không biết đắt mấy, đem coi đắt kìa, 208 đắt, 208 mâm zin nha anh em. Em không có bán bằng cái mâm China Trung Quốc nha, nói thẳng với anh em là gì cho nó dễ, mâm mã NK nha đó, mâm ok. Anh em về vô quay gì đó, anh em vô quay 110 anh em lên đĩa đi mâm rồi đó. Nè, phục Super Cup nè, qua Tết này em làm mạnh phục Super Cup với anh em nha. Bây giờ thì tạm ngưng. Miếng đĩa trước này không là anh em thấy nó đẹp không? Chưa có khuyết, chưa có gì hết trơn nha. Đó, còn xài được luôn nha anh em. Thì cặp mâm em bán như vậy cho anh em thôi, nó chỉ có như video thôi, ngoài ra không có gì thêm. Đó. 17 x 1.4 DOT, mã NK, mâm Honda đàng hoàng, không có bán mâm lô. Đó. Thì em nói với anh em á, cái dòng mâm á thì anh em cũng nên cũng đừng có khó tánh quá. Cái bên máy bạc đạn này nè. Nói chung á nó chưa có nhẹ, nó chưa có nhẹ bạc đạn nha anh em, nó chưa có nhẹ bạc đạn. Nhưng mà dù gì dù anh em về thay bạc đạn mới đi cho nó ngon. Nó nói thẳng với anh em là vậy luôn. Đó. Cặp mâm nha, RS đĩa lõm này em bán anh em giá 2 triệu 4. Nói chung giá này là giá xả, anh em khỏi trả giá nữa. Bữa nay em đi Châu Đốc về mệt quá mệt anh em ơi. 2 triệu 4 nha, bán chuyển khoản đủ nha anh em, không có ship code. Tại vì em ship code cho anh em cả năm rồi, cận Tết em chỉ xin anh em mấy ngày Tết thôi. Với đầu năm em khai trương em muốn tiền vô thì em xin anh em chuyển khoản ngày 2 ngày thôi. Ngoài ra qua đó em ship code cho anh em vô tư. Đó. 2 triệu 4, anh em chốt alo, không có vô pha em thì em bán bỏ luôn. Chào anh em nha. Số điện thoại em 0865 890 158, anh em mua hàng liên hệ em nha anh em.